Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Căn cứ tài liệu điều tra vụ án, căn cứ quy định pháp luật, ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.